Ôi cả nhà ơi, hôm nay là về thăm cốm này. Đây, cốm đây rồi. À, bây hôm nay là cốm học bài phải không? Rồi, con học bài gì nhỉ? Con viết chữ á? Hôm nay viết chữ phải không? Sở thú có chú hươu sao? Để bố bố quay lại cho cả nhà xem nhé. Con dọn luôn cái này đi, tí khách đến. Đấy rồi, đây. Anh Ngọc không xuống lấy nước, nó vào đi hết nước rồi này, cái ấm ấy. Tí để em nước nóng bây giờ. Đấy, bà Tin chào cả nhà nhá. Hôm nay bố đưa bà Tin về thăm bà ngoại này. Đấy. Các bà là đang làm cơm này, đang làm là cơm để cho bà Tin ăn này. Bà Tin đây, con chào các bác nhá. Bà Tin vừa ngủ dậy này. Đây là bà Tuyền đang dã cá cho này, làm mà gọi là món được gọi là cơm cơm màu ấy. Đi xem bà làm như nào nào. Đây là mẹ của bà Tin này. Mẹ bà Tin này đang nhặt rau đây, đang làm mướp đây. Bà Tuyền đang dã cối này. Đây lá gọi là lá gì mọi nhà? Mọi nhà? Lá cơm tím. Lá cơm tím này. Lá cơm tím bây giờ mình làm cơm xanh. Làm cơm xanh dã. Cái lá này làm này được 3-4 màu luôn đó mà biết làm. Lá này là làm được 3-4 màu đúng không? Màu tím, màu vàng đúng không? Màu đen này. Tím, vàng, đen. Màu tím, màu vàng, đen, xanh, tím. Vàng nhạt. Đấy. Đây là lá này, lá cơm nha. Lá cơm đen. Lá cơm đen. Lá kiểu phong tục là lá ở thiên nhiên ấy. Đấy. Tây Bắc đâu làm màu xanh đấy. Các bà đang làm cơm này. Là màu xanh nha, cơm màu xanh, cơm màu tím, đấy, cơm màu vàng, đấy, cơm màu đen, ba màu gì mở nhờ? Em làm đâu là mở nhờ? Ba màu. Muốn bò em làm thử thôi. Em cho bà nhé. Làm này xong rồi mình sang mẹ đấy. Bò qua đi xong rồi. Bà Tin chạy sang mẹ xem mẹ làm gì nào. Mẹ kìa. Phải sang xem mẹ làm gì chứ. Đây mẹ đang làm mướp này. Chị vẫn đang non chưa dậy đâu. Chị đang ngủ ngon. Cái thằng này có rồi. Đi chơi đây này. Nó chơi nó ngủ chán buổi sáng ấy. Chưa có ngủ đâu. Mẹ. Đấy. Đây là mướp ở vườn trồng được này. Mẹ bà Tin là đây. Đang gọt này, chiều nay có canh ăn này. Mướp này rất ngon nhá. Bà chồng nhá, bà ngoại chồng ở vườn nhá. Đấy, mướp ngon, mướp của người tài Việt Vinh Bắc Quang. Được mấy quà rồi. Bà ơi dã, à, cái lá kia dã với cho để cho nếp đúng không? Cho của lúa nếp này, bây giờ màu đen rồi đấy nhá. Bây thành màu đen rồi. Đấy, dã với cho lúa nếp này. Cho lúa nếp này trộn vào lá. Thì sẽ ra màu rất được nhiều màu. Biết làm sẽ được nhiều màu. Nào, cứ đòi bố đi chơi này. Sao? Đi đâu? Hả? Đây, cụ đây. Này. Em đi mà.
bà ngoại cho ăn chuối à? Bà Tiên ăn chuối không? Không chịu ăn. Đấy, không chịu ăn. Bà Tiên. Bà Thanh đang ăn chuối đấy. Bà Thanh em của bà ngoại đây này. Đấy, ăn chuối này. Chuối này chuối ngự của bà trồng được cái này. Hai bà đang ngang cơ với nhau. Đấy, bà thì có ta có 80 cân, hơn 80 cân thôi, 85. Cái nào? Hai cái này. Lên đổ vào cái khi để cái đĩa. Vâng. Vâng. Chỗ bàn. Vâng, vâng. À. Cụ đây. Cụ năm nay là chín mấy nhỉ? Cụ năm nay là 90 cụ nhỉ? Cụ năm nay 90 này. Cả hai cái túi này lên cũng đặt ở trên chốc đấy nhá. Vâng. 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 Con đi bà nhé, con đi bà đi. Đấy, bây giờ đi bà Thanh này. Rồi, ngon. Nhắc về người ta bỏ cái lá nếp cung à? Sao nếp cung tiếng Tày gọi là nếp. Người ta bỏ cái lá ra, lấy mỗi cái cái cọng thôi. Rồi. Rồi. Nếp hái. Rồi. Gọi là nếp hái. Nếp hái. Đấy, rồi, đây là các bà đây. Nếp hái này người ta dùng có nhiều tác dụng được. Cái này là có tác dụng là làm thành lúa thành cho mà mình ngâm nước. Màu xanh, màu đen. Đang tạo màu xanh. Bây giờ đang tạo màu xanh không? Đang tạo màu xanh. Tạo màu xanh nhé. Cái mà ra màu tím ấy thì lại không cần rơm mà chỉ có bung mỗi lá này thôi. À nếu mà màu tím là chỉ cần lá này thôi. Gọi lá này gọi là lá gì bác nhỉ? Lá cơm đen. Lá cơm đen ở Hà Giang nhé. Lá cơm đen nhé. Lá cơm xanh. Không, cái tên của nó bình thường là lá cơm đen đúng không? Là lá xôi đấy. Xôi màu xanh màu tím này. Không, tên bình thường gọi. Không, tên bình thường cây này gọi là cây lá cơm đen hay là lá cơm xôi? Lá xôi. Lá xôi tím đúng không? Đây là do này, có nghĩa là gọi là tro này. Ta gọi là cái cây này gọi là cọng. Cọng của cái những bông lúa của nếp. Những bông lúa của nếp. Đấy, nếp hái ở trên nương ấy. Đấy, được mang về để đốt lên sau lấy cái giò này trộn vào cái lá cơm xôi, lá cơm đen. Đấy. Thì sẽ thành màu da màu xanh. Đây là công gọi là cái khâu là chuẩn bị làm lá cơm xanh nhá, cả nhà nhá. Nếu mà muốn màu xanh thì là sẽ phải trộn với cái giò này. Còn nếu mà muốn màu tím thì không trộn với giò này. Đó. Đấy, bà đang tạo nước màu đây. Đây là bà Dương nhé. Bỏ ra ngoài cho nó sáng. Ôi dồi ôi. Cho nó tắt nhiệt. Rồi, đấy, bà là đang chế biến màu cho cơm xôi đây. Đây là màu xanh, nếu mà tạo là thành màu xanh. Nếu muốn thành màu xanh thì sẽ cho vào bếp với cả cái lá này dã mà. Là cho nếp. Cho nếp nương nhé. Đấy, trộn vào lá này, sau bóp. Bóp ra thành màu này. Đấy, rất là xanh nhá, nhà bác nhá. Nó màu vừa thấy vừa tím, vừa xanh, vừa đen đấy. Đang tạo thôi. Tối nay sẽ quay cái khâu mà cho gạo vào. Trộn như thế nào để ra màu. Ê, ra.
nước này, cái nước màu màu tím này, nhìn có màu tím này. Chị ơi, để cho nó đặc một tí, mai anh pha sau. Mai anh pha sau, không thì nhiều nước quá anh cho vào tủ, có chỗ để. Bác Dương này là gần cạnh nhà A Páo nha. Bác thì làm món này thì được khoảng tầm 50 năm, 60 năm rồi. Bác quen với công nghệ bằng tay rồi. Bác ở nhà toàn làm thủ công thôi. Những cái này thì toàn các bà ở quê, ở bản làng làm thủ công. Đây là công nghệ của các bà nhé. Chưa ai mua lại mà bác các bà cũng không bán. Chưa không bán đâu. Cái này là bí quyết riêng. Bí quyết gia truyền, bí quyết của bà La. Có cả đèn để soi cho bà làm cho sáng này. Bà không cần đeo gương, đeo kính luôn. Đấy, màu tím này. Rất là đẹp luôn. Ngày mai mà ăn xôi tím, xôi xanh, xôi vàng, xôi đen là... Tối nay sẽ lên màu cho mà xem. Tối nay sẽ lên màu. Đồ sở tử. Một mẻ. Đồ thử xem là nó lên màu gì. Tí nữa là ra vấn đề luôn. Ở trên Đồng Văn người ta gọi là lá xôi tím thôi. Đấy, lá xôi tím, cái này là lá xôi tím của nó đấy. À, lá xôi tím. Lá xôi tím. Tên thật là lá xôi tím. Ừ. Nhưng mà tên tiếng Tày gọi là gì bác? Nếu mà gọi... Bờ khâu đâm. Mời khâu đâm à? Bờ khâu đâm. Bờ khâu đâm. Bờ khâu đâm. À, bờ khâu đâm. Bờ khâu đâm. À, đấy, bà Thanh bảo bờ khâu đâm. Bờ. Bờ à? Bờ. Khâu đâm. Bờ. Bờ. Khâu đâm. Khâu đâm. À, bờ khâu đâm. Bờ. Bờ. À, nó bờ nó có chữ ơ nhỉ. Bờ. Ơ với u nhỉ. Bờ khâu đâm. Khâu là đâm à? Khâu đâm. Bờ khâu đâm. À, bờ khâu đâm. À, hôm nay được học được một câu bờ khâu đâm. À, thành tiếng Tày mi lắc lư hàng cẳng. Nó về làm gì có hai mặt con rồi bây giờ nó mới biết là bờ khâu đâm. À, có thời gian học đâu. Không có thời gian học tiếng Tày. Bị... Cho về đây có ai nói tiếng Tày nữa đâu, khổ lắm. Các bà mới nói tiếng Tày chứ bây giờ trẻ con bây giờ nó toàn Facebook Zalo. Bờ khâu đâm. Đấy. Đấy. Con bảo hôm năm ngoái năm kia phát của bà ấy. À cũng có quay rồi nhưng mà không quay kỹ. Con bảo cỏ của bà vườn bà rộng quá con phát hết. À đúng rồi. Phát hết cả lá thuốc của bà. Cả lá cây của bà. Người ta chăm sóc chết. Về không biết là cái bờ khâu đâm là cái lá. Trước khi phát rồi phải hỏi bà ơi. Con phát chỗ này nhá, có cái gì cây gì. À năm ngoái về là ra vườn là giúp bà là dọn dẹp vườn là bao nhiêu là bớ khâu đâm là cho ra đống rác hết. Đấy, dọn dẹp sạch sẽ hóa ra là bà trồng cả năm mới được. Mình cũng đi phát luôn. Phải trồng lâu ấy. Đấy. Một năm là được dùng nhưng mà mình phải chăm đến vụ sau, chăm đến lúc nào mình cần mình lại dùng ấy. Con rể về không biết thì lấy dao lấy cuốc là ra là phát hết sạch luôn. Cây thuốc, cây rau, cây gì phát sạch. Thế mẹ ơi rộng quá mẹ, con cho làm hết rồi. Tưởng mẹ khen hóa ra mẹ còn chửi cho. Mẹ sắp ngất rồi không phải chửi. Bao nhiêu công lao của bà chồng ấy. Bơ khâu đâm là con rể cho phát hết. Cuối cùng mẹ là... Mẹ vợ sắp ngất. Đấy, bơ khâu đâm này, đây, tác phẩm của các bà đây. Trồng một năm sau mới được những cái lá này để về để bóp. Đấy, ra nước, đây, nước sản phẩm này. Sau tối nay sẽ lên màu xôi. Gọi là đồ xôi đấy nhỉ? Đồ xôi. Cho vào nồi nào đấy? Màu nó rất là tím và sánh này. Đây, hiện tại đang màu tím này. Đấy, đang màu tím này. Nhìn tím ngắt luôn này. Còn đây là cái cận, cận khi mà là bơ khô đâm là lá xôi trộn với gọi là tro nếp, gọi là tro nếp đi. Thì sẽ ra này. Cái này thì sau khi mà làm thì còn có tác dụng gì nữa không bác? Cái này có đắp thuốc hay làm gì không? Đắp chân đau hay gì không?
cái này thì không đắp nhưng mà cái làm cơm tím ấy, à. Đun rồi ấy, đun rồi thì mình lấy về mình chân mình dẫm dẫm này. À, cái mà lá cơm tím là mình sẽ về mình dẫm dẫm lên. Rồi, mình lấy nước rồi, chắc lấy nước rồi. À, xong mình về mình. Xong mình lấy cái bã của nó về mình họ bảo người già bảo dẫm. À, dẫm lên thì nó sẽ đỡ đau xương khớp đúng không? Ừ, đỡ đau xương. Đấy, các bà hay tận dụng là cứ làm xong là lấy thuốc là thuốc vừa làm cơm lại vừa là chữa chân luôn. Đấy rồi, đây. Phải hỏi như thế mới biết ra thuốc chứ. Đấy, các bà biết thuốc chứ. Vô tình hỏi mới biết là thêm một bài thuốc luôn. Đấy, đây là bài thuốc cổ truyền nhá. Cổ truyền nhá, đây là bơ khâu đâm là trộn với cho nếp là thành thuốc là chữa đau khớp đau chân này. Đấy. Cho biết mà mọi người mà biết làm thì sẽ làm theo cách này. Nhà này hỏng mất một cái này rồi đấy. Đây. Nước bây giờ xanh xanh rồi. Tối nay sẽ lên màu. Hôm nay về thì quay các bà làm thì mới biết là công đoạn làm cơm sôi bằng màu tím, màu xanh, màu vàng. Ngâm khoảng 15 phút nó lên màu luôn. À. Đấy. Ở nhà thì mới biết được là các bà làm nào. Bình thường về ăn khen ngon thế nhưng không biết là tưởng là các bà nhuộm màu. Màu vàng, màu tím, màu xanh. Cứ tưởng phẩm màu. Cứ tưởng là phẩm màu với nhuộm màu. Đấy, hóa ra là các bà là làm như này đây. Đấy, toàn là cây rừng hết cả nhà nhá. Còn cây rừng hết. Đây là gọi là bí quyết gia truyền của dân tộc người Tày Bắc Quang Hà Giang. Đấy. Ai mà muốn mà lên để học nghề truyền nghề thì sẽ gặp bác Dương, gặp bà Tuyền, gặp các gì sẽ truyền nghề cho. Hôm nữa cháu cũng học để tập làm cũng nên đấy. Đấy, bà ngoại nuôi được nhiều gà để chuẩn bị cho Tết này. Chưa thấy đến Tết thì Tết bà ngoại còn mua mấy lứa nữa. Chưa thấy Tết thì hàng ngày bà cũng hay thịt gà sau gửi lên cho vợ chồng này, cho bà Tin với Cốm này. Đấy, bà nuôi rất nhiều nhá, cả vườn gà đây. Đấy, đây là trang trại của bà đây, toàn gà, có cả ngỗng, có cả chim bồ câu. Cây lan 12 tỷ đây, bây giờ là 15.000 một cân. Đấy, lan này thì hiện tại là tụt giá cả nhà nhé. Đây là lan này được một anh bạn này. Cũng khó nhớ không rõ nhưng mà anh đấy tặng này. Nào là lan cái gì này, Phú Thọ, Phú Thiếc gì đây. Cả nhà thân mến, đây là xôi xanh của người Tày. Đấy, xôi xanh của người Tày này. Đấy, đang nóng hổi này, khói đang bốc này. Được công thức thì được các bà ở nhà làm lấy lá cơm sôi đen để trộn với cả cho bếp nương. Và bây giờ là sản phẩm của xôi xanh đây mà người Tày. Đây là sản vật của địa phương của người Tày, đây là đặc sản luôn, đặc sản vùng cao. Ai lên với Hà Giang mà chưa được ăn xôi xanh thì chưa lên với Hà Giang nhé. Cả nhà thân mến, đây là xôi xanh Việt Vinh Bắc Quang Hà Giang. Đấy. Cả nhà thấy này, khói nghi ngút này. Vừa ra khỏi lò luôn. Đấy, những hạt nếp rất là thơm ngon. Đấy. Cực kỳ ngon luôn này. Những hạt nếp này, khói bốc lên này. Tuyệt ngon luôn. Ôi giàng ơi, đang nóng hổi luôn cả nhà nhá, đang nóng hổi luôn này. Đây là từ công thức của các bà. Đấy, của các bà người Tày Việt Vinh Bắc Quang Hà Giang, có thể ở vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc. Đấy. Mỗi vùng có một cách làm khác nhau, nhưng mà ở Hà Giang thì lấy lá xôi đen khi lấy lá xôi đen về giã ra và trộn vào cho nếp nương và sẽ ra màu xanh này. Nếu mà cái lá xôi đen mà không trộn với
cho nếp nương thì nó sẽ ra màu đen, còn nếu mà trộn với do nếp nương thì nó sẽ ra màu xanh. Đây là tùy công thức của mỗi vùng miền làm cả nhà nhé. Tuyệt ngon luôn. Cả nhà nhìn này, cực ngon này. Cực ngon luôn. Cả nhà thưởng thức đi, nhìn đi, ngắm đi. Tuyệt ngon luôn. Quay sát một tí này cho cả nhà xem này. Đấy, những hạt này. Đây, quay sát cho cả nhà xem những cái hạt nếp này. Trong veo luôn này. Cực ngon luôn này. Nóng hổi luôn. Tí nữa sẽ thưởng thức. Cực ngon luôn. Đấy. Để quay gần hơn nhé. Để mọi người xem nhé. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Nếp này. Đúng là chỉ có Hà Giang mới có cả nhà. À, cả nhà thân mến, đây là sản phẩm của các bà cả chiều nay mới làm được. Đây. Đó. À, Báo sẽ không thưởng thức bởi vì là cái này để dùng cho đồ cúng, mình không thưởng thức ở đây. Mình chỉ quay cho cả nhà xem thôi. Nhưng chắc chắn là ngon rồi. Đây. Xanh rì luôn cả nhà. Nếu quay buổi sáng thì đẹp. Đây đang buổi tối cho nên là như này đấy. Đây. Đấy, một màu xanh ở nhà này. Cực kỳ ngon. Thôi xong rồi cả nhà nhé. Tuyệt vời. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi.